Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách đổ thạch rau câu, dừa, hoa đầu biếc sao cho rau câu không bị tách nước, chảy nước và cũng như là tách lớp. Đây cả nhà thấy mình đổ nhiều lớp nhưng mà không hề tách nha. Rất là ngon. Và cũng rất là đơn giản, dễ làm nữa cả nhà. Mùa hè nóng bức này mà mình đổ rau câu ăn thì rất là mát và ngon nữa. Các món này các bé nhỏ cũng rất là thích và người lớn cũng rất là thích luôn. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị một gói rau câu giòn. Rau câu này mình sử dụng loại này cả nhà, 10g, và tùy theo loại, có loại 10g thì sử dụng với 2 lít nước và có loại thì 10g sử dụng với 1 lít nước, nhưng mà loại này chỉ sử dụng với 1 lít nước thôi. Và 5g hoa đầu biếc. Hoa đầu biếc thì cả nhà có thể sử dụng tươi hoặc khô đều được nhé. Và 5g thì tầm 16 đến 17 hoa cả nhà. Và 400ml nước dừa tươi và 200ml nước cốt dừa và 250ml sữa tươi không đường mình đã trộn sẵn vào nhau. Đây, cái ly này là vừa sữa tươi và sữa tươi nước cốt dừa mình đã trộn sẵn cả nhà. Và 300g đường. Đường thì mình chia ra làm 2 chén bằng nhau, 1 chén 150g. Và mình sẽ cho vào mỗi chén là 5g bột rau câu. Sau đó thì mình sẽ trộn đều nó lên. Mình trộn đều bột rau câu và đường trước để khi mình cho nước vào thì nó sẽ không bị vón cục các cả nhà. Mình cho vào hoa đậu biếc 100ml nước sôi mới nấu nóng nha cả nhà, để cho nó ra màu. Mình ngâm khoảng 10 đến 15 phút nó ra màu hết á, là được. Và sau đó thì mình sẽ cho vào mỗi chén đường và rau câu 50ml nước lọc, nước nguội nha cả nhà. Để mình trộn cho nó đều lên và nó tan đường và rau câu để cho nó khỏi bị vón cục. Tại vì thường mà mình đổ vào nước sôi á, thì nó sẽ dễ bị vón cục lắm. Và sau khi mà hoa đậu biếc nó đã ra màu rồi thì mình sẽ lọc lấy cái nước và mình cho vào 400ml nước cốt dừa và hỗn hợp đường và rau bột rau câu vào, mình khuấy đều, sau đó mình nấu sôi lên. Nấu ở lửa vừa, lửa nhỏ nhỏ thôi chứ không có nấu lửa to quá nha cả nhà. Và khi mà đã sôi rồi thì mình sẽ bật lửa cực kỳ nhỏ để cho nó ấm. Sau đó thì mình sẽ đổ cái lớp hoa đậu biếc trước. Và để cho nó không bị tách lớp thì mình sẽ đổ cái lớp đầu tiên cho nó nguội tầm 40-50% á cả nhà. Ở trên cái mặt trên nó đã khô rồi nó, nhưng mà ở dưới nó vẫn còn hơi ấm và lỏng bỏng á, thì mình sẽ đổ cái lớp thứ hai. Như vậy nó sẽ không bị tách lớp và lớp thứ hai cũng mà rau câu phải cực kỳ nóng thì khi nó mới không bị tách lớp nha cả nhà. Cả nhà có thể để vào ngăn mát tủ lạnh 1 phút đến 2 phút hoặc là để trước quạt để cho nó nhanh khô. Và đây, khi mà trong khi chờ thì mình sẽ để rau câu với lửa nhỏ như vậy để cho nó ấm, nó không bị đông. Và lớp rau câu dừa mình cũng nấu tương tự, mình cho hỗn hợp cốt dừa và sữa tươi đó vào với nước rau câu và đường mình đã hòa sẵn, cho vào bếp và mình nấu cho nó sôi lên. Sau khi sôi thì mình sẽ bật lửa nhỏ như là hoa đậu biếc vậy á, để cho nó nóng. Và mình sẽ đổ lớp thứ hai. Trong khi mà chờ cho cái lớp hoa đậu biếc nguội á, thì cả nhà thì mình sẽ đi nấu cái lớp rau câu dừa nhé.
đó, mình cũng đổ nhẹ nhàng thôi nha cả nhà, đừng có đổ mạnh quá thì nó sẽ bị lẫn màu. Mình đổ nhẹ nhàng vào trong thành á, từ từ thôi. Và ở đây mình sử dụng hai bếp, cho nên là mình đều để hai nồi riêng biệt ở hai bếp. Còn nếu như mà cả nhà có một bếp thôi thì mình sẽ lấy cái lớp cốt dừa mình để ra trong một cái thố và để dưới một cái nồi nước sôi. Cả nhà để cái thố rau câu vào cái nồi nước sôi thì nó sẽ giữ ấm rau câu để cho rau câu không bị đông nhé. Và mình cứ đổ lần lượt như vậy cho đến khi nào mà hết rau câu thôi. Và nếu như mà hết khuôn thì mình có thể đổ những cái loại khuôn khác tùy ý. Trong kênh Thiện Family của mình cũng còn rất là nhiều món ăn ngon khác nữa, cho hay mặn đều có đủ hết á cả nhà. Cả nhà nhớ vào xem để làm thay đổi món cho đỡ ngán nhé. Và ngày nào mình cũng làm món mới hết á, cho nên là cả nhà nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những món ăn ngon mỗi ngày của mình nha cả nhà. Mình thì mình không có để tủ lạnh, nhưng mà mình để đổ xong thì mình để ở trước cái quạt đó cả nhà. Để tầm 2 phút thôi là nó đã, cái mặt trên nó đã đông rồi. Và tùy theo cái lớp mà cả nhà đổ dày hay mỏng và để cho nó nhanh đông và nó lâu đông nữa, mình chỉ cần lấy cái tay mình sờ nhẹ ở phía trên mặt mà thấy trên mặt nó đông rồi mà dưới nó vẫn còn mềm mềm lỏng bỏng là được á cả nhà. Và sau khi mà đổ xong rồi thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ, 2 đến 3 tiếng sau đó thì mình sẽ đem ra. Đây, sau khi đã 2 tiếng đồng hồ trong ngăn mát tủ lạnh rồi nè cả nhà, thì nó đã đông cứng hết luôn rồi, nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ, không hề tách lớp nha. Đây, các lớp dính liền với nhau không hề bị cái tách lớp nha cả nhà. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Chúc cả nhà thành công. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi, ủng hộ mình nhé.